Chào mừng tất cả viewer thân yêu của UNJXA. Đến hẹn lại lên vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chúng ta sẽ đến với món ăn tinh thần quen thuộc của kênh, với phần 3 nói về các sinh vật hệ nước trong thế giới Ark Survival. Tuy những cái tên trong phần này sẽ không nổi tiếng bằng các phần trước, nhưng chúng vẫn có những sức hút riêng của mình, nên các bạn đừng bỏ qua giây phút nào trong video hết nhé. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ các video về sinh vật hệ nước trong thế giới Ark của chúng mình. Nhờ vậy, chúng mình mới có cơ hội làm đến phần 3 này, và đây cũng có thể là phần cuối của nhánh hệ nước. Trong số tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các sinh vật hệ bay theo một số yêu cầu của các bạn. Các bạn cũng có thể gợi ý content hoặc yêu cầu mình làm về chủ đề gì đó ở phần bình luận. Mình sẽ nghiên cứu và lên video sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ UNJXA, rồi chúng ta cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Eurypteris. Eurypteris, hay còn được gọi là Sea Scorpion, chỉ được tìm thấy ở độ sâu nhất của vùng nước xung quanh đảo. Eurypteris là loài động vật chân đốt nguy hiểm. Nó di chuyển lặng lẽ theo các đáy đại dương, từ từ nhấp nhô cơ thể di chuyển qua các tuyến đường thủy. Chúng sinh sản thành từng cụm từ 2 đến 4 con, nên thường sẽ có nhiều con trong một khu vực, thường xung quanh san hô và rong biển ở độ sâu. Eurypteris có khả năng săn mồi khá tốt. Nó hiếm khi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn để nuôi dưỡng bản thân, ngay cả khi ở dưới đáy đại dương. Mối đe dọa của Eurypteris không đến trực tiếp từ sức mạnh thô sơ của nó. Thay vào đó, nó kết hợp một bộ xương cứng bên ngoài để phòng thủ với chất độc, làm suy nhược để tạo ra tác dụng mạnh mẽ. Vết đốt của Eurypteris làm tăng tình trạng hôn mê, đồng thời giảm sức chịu đựng, nhanh chóng khiến đối thủ không thể tự vệ được nữa. Mặc dù theo những ghi chép thì Eurypteris không đủ thông minh để được thần hóa, nhưng điều này không có nghĩa là nó không có ích cho các bộ lạc. Nó là nguồn cung cấp chitin tuyệt vời và đường tiêu hóa của chúng thường chứa ngọc trai silica. Đôi khi nó thậm chí còn ăn những viên ngọc trai đen cực kỳ quý hiếm, được những người sống sót sử dụng cho mục đích sản xuất tiên tiến, khiến chúng trở thành một trong những sinh vật có giá trị cao nhất trên đảo. Có một phép nho nhỏ là khi bạn tiến gần đến khu vực của nhóm Eurypteris sống để săn nghêu ngọc trai silica hoặc săn chính nó sẽ bơi về phía kẻ xâm lược và tấn công. Nó có thể đầu độc người sống sót, đánh gục họ trước khi tiêu diệt. Electrophorus. Electrophorus, hay còn được gọi ngắn gọn là lương. Mặc dù có tên gọi là lương, nhưng nó thực sự là một con cá dao rất dài chứ không phải lương. Nó là một sinh vật sống dưới nước khá hung dữ trong thế giới Ark Survival. Nó nằm ở vị trí trung bình thấp trong các chuỗi thức ăn trên đảo. Electrophorus là một loài bơi lội ăn thịt. Thức ăn chủ yếu là động vật có vỏ và cá nhỏ. Nó không cung cấp nhiều thịt, nên nhiều kẻ săn mồi chỉ đơn giản là níu ke. Không giống như hầu hết các loài săn mồi, nó không sử dụng sức mạnh để hạ gục con mồi mà thay vào đó giải phóng một điện tích xung quanh để khiến con mồi bất tỉnh. Một mình điều này có thể hạ gục một sinh vật nhỏ. Khi tấn công cùng nhau, Electrophorus thậm chí có thể hạ gục các dạng sống lớn hơn ở đại dương và sau đó ăn theo nhóm. Electrophorus sẽ tấn công nếu bạn ở trong tầm nhìn của nó. Khi ở khoảng cách hung hãn của nó sẽ đi theo bạn ngay cả khi bạn bơi lên mặt nước. Do khả năng tấn công và tốc độ bơi nhanh của nó, nên mình có lời khuyên là các bạn nên tránh xa những sinh vật này nếu như không có sự chuẩn bị thích hợp. Nếu điện di đến được mục tiêu, nó sẽ làm chậm và giảm lượng sát thương gây ra của bất kỳ sinh vật nào ngoại trừ Basilosaurus và Tussotiodes trong 8 đến 10 giây, khiến chúng kém hiệu quả hơn khi chiến đấu và có thể đảm bảo rằng chúng không thể chạy trốn. Cnidaria. Cnidaria là một sinh vật mang hình dáng của một loài sứa trong Ark Survival. Theo như ghi chép trong hồ sơ trò chơi, thì nó có kích thước và hình dạng giống như thạch lòng đỏ trứng lớn, độ cây mạnh của một số loài thạch hợp nhất định và khả năng phát quang sinh học của thạch biển sâu. Tất cả những điều này kết hợp lại tạo nên một sinh vật nguy hiểm, thắp sáng những nơi sâu nhất của đại dương. Cnidaria nhìn chung không hung dữ vì nó thiếu các giác quan nhận thức bình thường. Nói chung, nó không tỏ ra hung dữ đối với bất kỳ loài động vật dưới nước nào khác và chỉ trôi theo dòng nước cho đến khi có thứ gì đó đến đủ gần để có thể cảm nhận được và lúc đó nó mới tấn công. Nó sẽ phản ứng phòng thủ nếu bị tấn công bởi những loài sinh vật sống trên cạn hoặc bán thủy sinh, với tốc độ chậm nhưng phạm vi hung hãn lớn đến mức đáng kinh ngạc. Các cuộc tấn công của nó bao gồm các vết chích gây mê và đánh bật người cưỡi khỏi thú cưỡi của mình. Đừng đánh giá thấp sinh vật này vì chúng có thể làm tê liệt hầu hết mọi thứ, kể cả những kẻ săn mồi đỉnh cao như Gigantosaurus và Mosasaurus. Tuy nhiên, nếu có thể tránh được hiệu ứng tê liệt, nó sẽ có lượng máu thấp và có thể bị người chơi ở mọi cấp độ giết chết dễ dàng. Cnidaria thường được tìm thấy trôi nổi theo nhóm từ 2 đến 7 con. Barutsaurus.
Barusaurus là một loài bò sát được xác nhận xuất hiện trong sinh vật bổ sung 2, Wild Ark. Theo thông tin trích lại từ website của đơn vị Mod, Barusaurus có nghĩa là thằng lằn Barus, theo tên sông Barus ở Peru nơi nó được tìm thấy, là một loài cá sấu khổng lồ sống ở thế Miocen khoảng 10 triệu năm trước. Barusaurus là một trong những loài cá sấu lớn nhất còn tồn tại, dài 10m và nặng 6 tấn, chỉ kém Deinosuchus về kích thước. Nó là loài săn mồi hàng đầu trong môi trường của nó, cùng tồn tại và săn bắt các loài động vật có vú lớn, đồng thời sống cùng các loài cá như Mega Piranha. Barusaurus có một lịch sử lâu dài về sinh vật bổ sung. Barusaurus Leviathan đã được thêm vào bản mod sinh vật bổ sung ban đầu với tư cách là một loài Leviathan săn mồi hàng đầu của đại dương, nơi nó sẽ săn bắt bất cứ thứ gì di chuyển, bao gồm cả Mosasaurus và Tussotheodis. Nó có chỉ số cơ bản cao cũng như khả năng tóm và kéo đi những sinh vật có kích thước tương đương với Tyrannosaurus. Mặc dù nó đã nhận được một bản sửa đổi một phần thông qua tuổi thọ của bản mod, nhưng cuối cùng nó đã bị loại bỏ sau khi bản mod ngừng hoạt động. Trong sinh vật bổ sung 2 World Arc, nơi nó đã thay đổi theo một số cách chính, nó trở nên mạnh mẽ hơn, được bọc thép và cực kỳ lớn, có chiều dài tương đương với Mosasaurus. Nó cũng bị giảm sức mạnh sau khi được bổ sung, chẳng hạn như khả năng tóm lấy thay thế bằng một đòn lao tới gây sát thương và khiến nó từ từ nghẹt thở khi ở trên đất liền. Cuối cùng, nó đã bị loại một lần nữa do có nhiều lỗi và vấn đề hình ảnh, nhưng dự kiến sẽ nhận được một TCL khác trong tương lai. Hesperonis. Hesperonis hay bạn có thể gọi đơn giản là vịt hoặc ống vì nó sở hữu ngoại hình khá giống vịt. Hesperonis là một loài chim ăn cá có kích thước trung bình, phổ biến ở các sông hồ trên đảo. Nó sẽ cao khoảng 2/3 chiều cao của con người nếu nó đứng thẳng. Hesperonis dành phần lớn thời gian để lướt dọc theo mặt nước, nơi nó cơ động hơn nhiều. Nó hầu như không phải là mối đe dọa với bất kỳ sinh vật sống trên cạn nào. Trừ khi có ai đó đến quá gần đến mức nó thấy không thoải mái, nó sẽ cắn bất kỳ người nào chạm vào nó trước khi bỏ chạy. Hesperonis ăn thịt các loài cá như cá vây tay và lần lượt bị săn đuổi bởi những kẻ săn mồi và những người sống sót đang tìm kiếm polymer hữu cơ của nó. Chân của nó quá ngắn để có thể di chuyển hiệu quả, nhưng nó lại nhanh đến mức đáng kinh ngạc khi ở dưới nước. Nó có thể dễ dàng săn lùng cá và các sinh vật nhỏ sống dưới nước khác, không đặc biệt hữu ích cho việc săn bắt và không có tình cảm. Hesperonis chủ yếu được nuôi để lấy trứng mà nó tạo ra sau khi ăn nhiều cá. Khi được thực hiện chính xác, trứng sẽ tách thành hai chất hữu ích. Một loại là protein có hàm lượng calo cao, còn loại kia là chất lỏng dạng dầu có hiệu quả tương tự như dầu được tìm thấy trong đại dương. Ammonit. Ammonit là một cái tên khá quen thuộc với các bạn tìm hiểu về các sinh vật sống đầu tiên trên trái đất. Vậy còn trong thế giới Ark thì sao? Ammonit thường được tìm thấy ở những vùng nước sâu nhất xung quanh hòn đảo. Nó cũng đã xâm nhập vào phần sâu hơn của nhiều hang động dưới nước. Ngay cả trong những hang động này, sinh vật này sẽ thu hút sự chú ý nếu bị tấn công, khiến việc thu hoạch lớp vỏ giàu tài nguyên của nó trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Tùy thuộc vào những mối nguy hiểm nó có thể rình đập gần đó, nó cũng có quan hệ kỳ lạ với các sinh vật khác ở vực sâu. Mình cũng không biết Ammonit đã làm điều có lợi gì, vì mọi sinh vật biển gần đó đều bảo vệ nó khi nó bị tấn công. Sự cộng sinh thú vị này dựa trên cơ sở nào thì chắc có các nhà phát triển mới biết. Không giống như phần lớn các loài động vật ở đại dương, Ammonit là một loài động vật thụ động và không chống trả. Tuy nhiên, khi bị tấn công, nó sẽ tiết ra một chất màu xanh như mực xuống nước biển, khiến tất cả các động vật hoang dã gần đó trở nên hung dữ, bao gồm cả động vật trên cạn. Ammonit vẫn có đủ tiện ích để trở thành mục tiêu săn bắt có giá trị. Mật của đó có thể được thu hoạch từ nội tạng của xác chết. Sau đó, mật này có thể được xử lý với các hóa chất khác để tạo ra hỗn hợp mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất là hỗn hợp khiến các sinh vật khác trở nên tức giận và tấn công nguồn gốc của mùi hương. Trilobite. Trilobite có nghĩa là bọ ba thùy. Danh pháp của nó trong Ark là Concadurus, có thể được tìm thấy ở vùng nước nông theo nhóm nhỏ và đôi khi trên các bãi biển. Giống như hầu hết bọ ba thùy, bọ ba thùy Concadurus là loài ăn thịt cơ hội, ăn bất cứ thứ gì nhỏ hơn chính nó mà có thể tóm được. Là một loài sinh vật chậm chạp, cách phòng thủ tốt nhất của Trilobite là lớp vỏ cực kỳ cứng của nó. Đây dường như là sự thích nghi chung của những sinh vật chậm chạp hơn trên đảo. Trilobite không phải là nguồn thức ăn tốt. Sinh vật này dường như được tạo ra chủ yếu từ các cơ quan nội tạng và lớp mai bảo vệ nó. Điều này tốt cho nó vì những kẻ săn mồi ở sông và đại dương đều ít săn mồi hơn nếu có những lựa chọn tốt hơn xung quanh. Theo mình thấy thì rất ít người thuần hóa Trilobite vì có một số ý kiến cho rằng nó không có đủ trí thông minh để cho người chơi thuần hóa. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là nó không có tác dụng. Được tìm thấy dọc theo các bãi biển và vùng nước nông của đại dương, Trilobite dễ dàng là một trong những nguồn cung cấp dầu, ngọc trai và chitin tốt nhất trên đảo nếu người ta không muốn mạo hiểm vào những hang động nguy hiểm. Diplosaurus. Diplosaurus có thể gọi đơn giản là Newt,
là một trong những sinh vật không mấy nổi tiếng trong thế giới Ark Survival. Nó sống ở vùng đầm lầy và bị săn lùng bởi bất kỳ loài động vật ăn thịt nào. Diplocaulus là một loài lưỡng cư nhỏ chủ yếu ăn cá nhỏ, những sinh vật không phải côn trùng của đảo, trong khi bản thân nó là một món ăn nhẹ phổ biến cho những loài ăn thịt lớn hơn. Vì có quá nhiều sinh vật săn mồi nên Diplocaulus trở nên rất láo lĩnh và thường bỏ chạy khi cảm nhận được sự rắc rối. Nó sử dụng bản năng lưỡng cư của mình để trốn thoát vào bất kỳ môi trường nào mà kẻ săn mồi của nó sinh sống. Khả năng độc đáo của Diplocaulus trong việc giữ lại oxy lớn cho phép nó có thể chìm dưới nước trong hàng giờ liền một cách hiệu quả, thường tồn tại lâu hơn cả những sinh vật lưỡng cư khác có thể săn mồi nó. Chỉ có một số cách sử dụng đối với Diplocaulus khi được thuần hóa. Nó chủ yếu được giữ lại trong hoạt động sử dụng làm túi oxy. Diplocaulus dự trữ không khí trong các bong bóng trên đầu và các bạn có thể hút từ những bong bóng này để thở sâu khi chìm dưới nước, hỗ trợ việc thám hiểm dưới nước lâu dài mà không cần sử dụng thiết bị bên ngoài. Điều đáng ngạc nhiên là Diplocaulus cũng cực kỳ hiệu quả khi săn bọ ba thùy. Rái cá. Giống như Karuku mình có nói trong số trước, thì rái cá cũng có vẻ ngoài trông tương đối đáng yêu. Danh pháp trong thế giới Ark của nó là Lucha Beloso, được tìm thấy dọc theo nhiều tuyến đường thủy nội địa của đảo. Nó đã trở nên cực kỳ thành thạo trong việc săn bắt và kiếm ăn. Loài rái cá này phải đặc biệt khôn ngoan vì kích thước nhỏ bé và sự cạnh tranh khốc liệt để giành nguồn thức ăn ưa thích là cá. Nó không phải là sinh vật có khả năng chiến đấu xuất sắc và đương nhiên sẽ không gây ra mối đe dọa đáng sợ cho bất kỳ kẻ săn mồi nào. Việc tìm kiếm các đàn rái cá sông rất đơn giản. Chúng được phân biệt bởi cơ thể thon dài, đuôi rậm rạp và bàn chân có mang. Bản tính đáng tin cậy và tò mò của chúng khiến chúng thường bị săn lùng vì bộ lông mượt, nhưng nhiều người thích thuần hóa chúng để trở thành bạn đồng hành vì độ đáng yêu. Sau khi được thuần hóa, chúng có thể được yêu cầu thu hoạch cá theo yêu cầu, với mục tiêu cụ thể là loại cá mà chúng tiêu thụ. Rái cá có sở trường tìm kiếm ngọc trai silica và thậm chí có thể mang lại một chút cơ hội tìm thấy ngọc trai đen bên trong. Coelacanth. Coelacanth là một loại cá vây tai phát triển mạnh ở vùng biển xung quanh đảo cũng như trong sông hồ. Không giống như hầu hết cá vây tai, thịt của Coelacanth chứa ít dầu và ure hơn. Trên thực tế, đây là một trong những nguồn thịt lành mạnh. Hầu hết Coelacanth là loài kiếm ăn cơ hội, ăn bất cứ thứ gì nhỏ hơn nó, có thể bao gồm cả rắn nước con, côn trùng và thực vật, và cũng có thể là ăn thịt lẫn nhau. Coelacanth khá là vô hại, nó sẽ lười biếng bơi lội xung quanh cho đến khi bị khiêu khích. Khi đó, nó sẽ cố gắng bơi đi nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Do số lượng đông đảo, khả năng sống sót ở hầu hết mọi nơi ẩm ướt và vị trí của nó ở cuối chuỗi thức ăn. Nó có lẽ là một trong những sinh vật quan trọng nhất bất kỳ trên bản đồ nào. Nếu không có Coelacanth, toàn bộ hệ sinh thái trên tàu rất có thể sẽ sụp đổ. Mặc dù trí thông minh hạn chế khiến chúng không thích hợp để thuần hóa, nhưng Coelacanth lại cung cấp nguồn thịt hữu hiệu cho các bộ lạc ven biển và sống dưới nước. Có thể nhiều ngày bạn dành ra để câu cá ở mép nước, thường mang lại những kết quả đáng ngạc nhiên vì Coelacanth thường ăn rác thải đôi khi có giá trị lớn. Tuy nhiên do kích thước nhỏ của nó, một bộ tộc lớn hơn sẽ cần một số lượng đáng kể loài cá vây tai này để nuôi sống bản thân. Ichthyornis. Ichthyornis còn được gọi là Stegun. Nó là một trong những sinh vật có tiếng kêu lớn nhất trên đảo. Ichthyornis thực sự có vẻ ngoài là con mùng biển tương đối bình thường. Nó chủ yếu ăn cá và tiếng kêu đặc biệt có thể vang vọng khắp nhiều bãi biển. Ichthyornis sẽ bỏ chạy khi bị khiêu khích dù là nhỏ nhất. Ichthyornis là một thợ săn đa năng và cơ hội. Hình thức tấn công chính của nó là lao xuống các lớp nước trên cùng và đâm vào con mồi. Khác với lý thuyết, Ichthyornis hành động hung hãn đối với người chơi, ăn trộm vật phẩm. Nó ăn cắp công cụ của người chơi cũng như là ăn trộm thức ăn. Vì nguồn thức ăn của nó có thể không thể đoán trước được, nên Ichthyornis đã phải phát triển một khả năng nhạy bén là ăn trộm thức ăn. Ichthyornis sẽ tấn công ngay cả khi người chơi không có gì trong kho. Hành vi này đã khiến nó trở thành một trong những sinh vật bị ghét nhất trong thế giới Ark, nhưng khi được thuần hóa thì lại là một câu chuyện khác. Ichthyornis sẽ là một sinh vật rất trung thành và rất hòa đồng. Nó thích cưỡi trên vai chủ nhân và mang cho người đó đồ. Phần mỏ của nó giúp tăng cường thêm vitamin chữa bệnh. Như vậy là vừa rồi, mình và các bạn đã cùng đến với thêm 11 sinh vật dưới nước nổi bật nữa trong thế giới Ark Survival. Hy vọng rằng phần kết của các sinh vật hệ nước này vẫn sẽ được các bạn chào đón nồng nhiệt. Video này chắc chắn còn những thiếu sót, nên nếu có điều gì cần bổ sung góp ý, các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Các bạn cũng có thể đề xuất idea hay content về cho chúng mình qua mail hoặc fanpage. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.